giờ con đi nấp ghế Đối với bon xem 24 sao người đó là sao mấy mỏ. thoại. Top 1 thì dễ không mà. Không bao giờ top 1. Lê Hải không được bắn, Lê Hải buồn rồi. Sao đâu, Lê Hải làm chùm kích tầm, có gì đâu. Lê Hải tí vô hai trận kích tầm chùm luôn. Trời ơi, mấy này con quái vật quất tầm không bắn mà mấy này lên tiếng ghê vậy. Mấy này không bắn cút cho mấy em lấy top 1 mà mấy em đã quên anh là chùm. Mà quái vật cũng có xếp hạng á mà, cũng có quái vật này, quái vật kia. Chắc quái vật này đang bạch kim quá. Sợ nó thật bên em bắn cút của anh mắt mình 10 trận hết cả 11 trận để lấy top 1 rồi. Cố tình không bắn cho mấy này lấy top 1 chứ bữa anh em thấy bữa không? Bắn 3 trận, 3 trận đúng 3 trận có tầm 3 ngày lấy cả 3 mấy kia nó khóc thét nó kêu tôi ăn rùa. Rampage. Bắn thấy mấy thằng vô bắn gì đâu á. Thấy tội không à, vô gặp anh là đi rồi chơi gì nữa. Thấy thương lắm. Chả nhé giờ mấy em vô chơi mình lại bắn vậy. Tội. Đúng không anh em? Đôi khi chúng ta cũng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Đấy, thế là đi. Thế là anh xin khẩu sọt 2. Chứ giờ anh bắn mấy em lấy đâu ra top 1. Anh bắn thì mấy em chỉ có móm thôi. Nên là thôi, anh quyết định rồi, anh xin nhường lại sân chơi cho mấy em. Chứ kỹ năng của anh giờ ở giá có ai có thể cản bước được anh hết. Vô đối rồi, không có đối thủ rồi. Mới có tam kiều cái bò 19 người đi nấp đối thủ đâu ra bắn là tàn nơi giờ. Lấy xe đi săn kiểu đi nấp. Ai rồi lên cùng trời luôn. Sợ gì đâu. Đụng là chạm đến là đón. Kiêu chiên thì làm xét căng đét em đi Nova lóc giòm ước. Rồi rồi anh đi con Ferrari lên rồi. Anh đi con ngựa lên rồi này. Bước hết vô đây, bước hết vô đây. Ờ thấy không anh em, anh này ren hết rồi, đi đâu ra ram gặp tôi nên anh em. Thấy anh con quái vật đi nấp hết rồi. Đó đó, vậy đó. Phương Linh à. Bờ Linh à. Hết cứu. Úi dồi ôi mắt. Úi dồi. Hay hên mắt tôi. Úi dồi. Úi dồi. Vậy? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi! Chết trời ơi! Trời ơi! Súng hết đạn lại được cái chân. Trời đất ơi! Bắn nãy giờ không ra cái gì! Trời đất! Thật ra anh cố tình thử lòng thôi. Chưa mấy cái chết anh cần gì, anh có đi đâu mà cần chết. Bắn là top 1 rồi, chết làm cái gì để cho mệt nè em. Top 1 luôn chứ, đòi ở đấy mà anh đi rồi. Xong lần này xuống hết game rồi. Giang yeah, rồi chưa giang này a đồ mày kết kêu rồi đợi ghét nhất mình chơi game kết kêu nha. Cái game kết kill lấy được bắn mai mới được thẳng luôn đi kết kill anh em ạ. Buồn quá này, đỡ đỡ đi em dậy mà chống đỡ người kill đấu với 14 người. Anh đã nói với các em rồi, tất cả những thằng kết kill của anh đều phải trả giá mà thôi. Đòi ăn đòi ăn đòi ăn 15 đồng lắm, đồng lắm các bạn. Cân 4 solo squad đảo quân sợ hay vậy, đồng hay lắm ấy. Cũng là đông đấy nhưng mà đông nhưng mà có chỉnh đâu. Ừ ra lút cái ống chích cái rồi xác này buôn mô keo nữa đẹp luôn. Trời ơi đẹp hết chỗ nói luôn, hay đẹp hết chỗ nói luôn. Hey. Đi vào nhà coi tránh trường hợp ke đầu.
mấy anh này giờ bắn game kia đầu không anh em ạ. Đặt quả kèo đây cho chắc nè. Rồi giờ xuống đây bắn bên này trước nè, có thằng bên này nè. Giải quyết nốt một lượt đi. Vào vứt mấy cái không liên quan ra cho đỡ vướng ba lô vậy. Đẹp rồi, chuẩn bài rồi. Chuẩn bài rồi, bo anh rồi, đẹp đấy, đẹp đấy. Chờ cầm shot 2 cái cục. Căng. Bây giờ này hướng dẫn anh em ăn mấy này à, đi lên đây đi, không cần đứng dưới đâu. Giờ đứng dưới là tếu lắm này ạ. Mà thôi đi lên đây nó cũng nguy hiểm cơ. Thôi đi xuống đi cho an toàn. Thấy lên đây thấy cái góc bắn nó đẻo quá. Lên cái nhà L là đẹp hết chỗ nói luôn. Trời ơi, nghĩ này từ đầu là đẹp rồi. Đấy. Giờ này còn đắp đất nữa, bút kêu à. Trời ơi, giờ này mới bắt đầu đắp đất. Đồng lắm. Vô lên em ơi, vô lên. Trời ơi, nguyên một em hết cứu rồi. Vô lên đi. Xong luôn, nguyên một em luôn. Hết cứu rồi anh em ạ, nguyên một em mày chịu rồi đấy. Team 4. Đúng rồi, phải nguyên team 4 như vậy mới đẳng cấp anh em. Công qua, nó công qua rồi. Nguyên một team mà nó công qua rồi. Ui. Công qua. Tốt lắm, buồn kèo tốt lắm. Có tố chất bút kèo. Một cân bốn. Có thằng bên trái nữa. Một cân sáu, kêu nữa. Một cân bảy, kêu nữa. Không có bom anh em ạ. Trời, kêu gì giờ này nữa. Thế thôi, bắn trên này trước vậy. Một cái bò cuối mà tôi thấy quá đông. Vì kêu. Trời ơi, chật lơ chật lấp. Trời ơi, bây giờ bảo không top 1 đi. Thằng nào bảo không top 1 hộ anh cái đây. Nó xuống kìa. Bên đấy bên này có thằng. Nó mới xuống nhà L anh em ơi. Anh nghe hết, anh nghe hết. Kệ mấy nhà L đi, bắn bên này trước này. Đặt cổ con kèo đây đi. Đấy, thế là có kill có gì đâu. Từ từ. Hình như có thằng bên này sao á, đặt kèo chắc. Đấy, đấy. 16 kêu luôn rồi kìa. Chuẩn bài chưa, chuẩn bài chưa. Còn 3 thằng đúng không, cứ bình tĩnh thôi. Như có thằng bên này nữa à. Có thằng bên đây nữa hay sao anh em ạ. Ừ, đặt mấy phóng ra đỡ vướng rồi. Khi nó bấm, đỡ bấm nhầm anh em ạ. À, nó chuẩn bị quạt. Thế là view. Thế là view. Kiếu, kiếu, kiếu. Kiếu, thằng cuối. Nói gì đi, nói gì đi. Bây giờ thằng cuối cầm đao phóng win mới lấy giải. Kìa kìa đầu nó kìa. Khổ, đầu sừng. Sừng luôn à, cuối gặp thằng sừng à, gớm vậy. Đầu sừng anh cầm dao. Ôi, cứu à. Đồ. Ôi, cho cứu luôn. Tứ su ra. Ờ, cứu hết rồi. Đẳng cấp vậy. Rồi. Đủ. Cứu luôn. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Cứu ơi, cứu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cho cứu tiếp. Vượt qua 25 kill trở thành kỷ lục các bạn. 24 kill chưa ai vượt qua. Đó đó là hai người nắm giữ kỷ lục là Mỏm và Ruan. Bây giờ cho cứu tiếp thì may ra là vừa. Ôi sừng luôn, thánh dương luôn kìa. Rồi ôi, nó đẹp, nó dễ thương. Rồi nó đẹp, nó dễ thương. Quán xu đó. Một cá mốt nữa. Rồi. Đè. Này, super sôi luôn. Bé cuối luôn. Rồi quăng xu ra luôn. Đúng rồi, lấy xu, lấy xu. Lấy xu đi cứu lắm ạ. Rồi lấy xu đi cứu đi bé. Trời baby. Lấy xu đi cứu đi. Đi cứu đi. Nó cứu thằng đồng đội nó. Đừng cứu đồng đội, đừng cho nó cứu đồng đội. Đúng rồi, gạt thằng đó luôn. Rồi cho đi cứu đi. Cứu đi, cứu tiếp, cứu tiếp, cứu tiếp. Cho cứu tiếp.
Chưa bao giờ bo về một cái máy bán hàng mà có thể cứu được hai lần như thế này. Bé nó đẹp lắm luôn á. Bé nó mặc đồ phối hơi bị xinh đấy các bạn. Cứu, cứu em nóng quá. Em vào mà em nóng quá, em đi cứu đi. Cứu, 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 cứu rồi, cứu rồi, cứu rồi. Không cứu, đòi súng. Không cứu, đòi súng là đòi súng, trời ơi. Nó đam mê nó bắt. Cứu đi. Cứu, 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 cứu. Kêu, lên không, lên không. Cầm cờ, cầm cờ được chứ. Đây, thật đây. Không kêu mà, cầm cờ được chứ. Cầm cờ. Hai anh em ơi, đẳng cấp luôn. Mẹ nó cháy dữ, đúng rồi các bạn. Mẹ nó không biết ngừng là cái gì các bạn. Ôi ơi, lại lấy giày của gà mắt rồi. Cảm ơn mỏm nhiều lắm, cảm ơn mỏm. Giày của em chắc chắn trên 500 sao, để chờ xem đã. Bye bye mỏm. Anh bot không ngờ. Lâu.